đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình các đồng chí Mai Văn Năm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Y Luyện Nia Cờ Đam, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Nia Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Y Ly Nia Cờ Đam, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hờ Luộc Nờ Tơ, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tòng Thị Phóng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trân trọng những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, phát triển của đất nước và xây dựng tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định có được kết quả này là nhờ sự đóng góp về công sức, trí tuệ của các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh trong thời gian công tác cũng như khi đã nghỉ hưu. Đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng thông tin cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về tình hình tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị bảo đảm thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời chúc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh luôn mạnh khỏe, đoàn kết sáng tạo, chỉ đạo điều hành xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh.